Chào bác, chào mừng các bác đang quay lại với kênh YouTube bên em. Còn một vài bộ mic JB màu sao S850 nữa thì anh em nào cần thì liên hệ trực tiếp qua bên em Tùng để có ngay mức giá tốt nhất nha. Em cũng thanh lý luôn cho bác và anh em với vài bộ sản phẩm JB màu sao S850. Một mẫu mic không dây trong phòng hát từ đỉnh rất đẳng cấp. Em cũng đã làm rất là nhiều video về cái dòng sản phẩm JB màu sao S850 rồi. Và có rất nhiều bác đã phản hồi rất là tích cực với mẫu sản phẩm này khi nhận được hàng. Do sản phẩm này là sản phẩm chính hãng của nhà phân phối JB màu sao, và nếu như anh em check với mức giá hiện tại thì sẽ rất là bất ngờ với cái mức giá tại cửa hàng của Audio đang bán. Ok, về mẫu mic JB màu sao, đây cho bác xem luôn về phần hình thức bên trong và tất cả linh kiện đi kèm của một mẫu mic không dây cao cấp cho phòng hát gia đình. Ok, và đây toàn bộ bên trong của mẫu sản phẩm JB màu sao S850 cho anh em khách hàng nhé. Chúng ta kiểm tra luôn. Đầu tiên thì các bác được thấy ngay về các linh kiện. Có dây cắm nguồn này, dây 6 ly này, giá đỡ tay mic này, hoặc là có thể gọi là giá chống lăn, và hai dâu anten. Với mẫu mic JB màu sao S850 sẽ sử dụng chuyên về gia đình, nên là các bác sẽ sử dụng đấy, chỉ cần hai dâu anten thôi, em nghĩ là bắt sóng rất là xa rồi. Trong khoảng gia đình thì trong khoảng tầm khoảng cách tầm 20 cho đến 30 mét thì em đảm bảo cho bác là bắt sóng với cái dòng này rất ổn định. Tiếng em này thì khá là tốt, tiếng khỏe, là nhẹ thanh, dễ hát. Còn nói chung là cái dòng mic cao cấp thì anh em không phải lo về tiếng nữa. Chỉ sợ là các bác hát về các bác thấy hay quá nên là các bác đặt nhiều thì bên em không có hàng thôi. Chứ còn dòng này thì nếu như anh em chơi gia đình thì rất tuyệt vời, không có điểm gì chê trách nữa. Ok, về dòng JB màu sao S850 thì các bác được thấy ngay phần tay mic sẽ là phiên bản màu xanh đá. Và cái tay mic này thì thực sự là cầm lên em đã thấy nó rất là thoải mái rồi. Bởi vì độ đầm chắc thoải mái của em JB màu sao S850 sẽ đem lại cho người dùng một cảm giác khi chúng ta cầm những mẫu mic cao cấp lên thì chúng ta sẽ có tâm thế hay và sẵn sàng thoải mái khi chúng ta lên tông giọng. Và đây là bộ đầu thu JB màu sao S850 nhé. Và với một cái thiết kế hoàn toàn mới sẽ đem cho các bác và anh em có thêm một khóa gia đình chuyên nghiệp hơn. Bởi vì với cái mẫu mic này ấy, các bác nhìn thấy ở mặt trước nó giống một cái mặt kính là đẹp này, nhìn sắc nét chưa ạ. Dòng này thì nó sẽ khác với những dòng mic thông thường. Bởi vì những dòng mic thông thường thì bác thường thấy em giới thiệu cho bác đó là những cái phiên bản mặt phay nhôm, mặt sắt. Còn đây thì các bác nhìn thấy mặt trắng gương này các bạn. Đấy, rất là đẹp, bóng. Và các bác có thể bóc luôn cái lớp chống xước ở mặt trước nhé. Nếu như các bác muốn có thêm một cái giao diện đẹp hơn thì em nghĩ là các bác cứ để nguyên cho nó, gọi là sau này nó tránh bắt bụi này, hoặc là để lâu dài anh em vẫn sử dụng bình thường. Lúc nào các bác muốn bóc ra thì chúng ta sử dụng vài năm chúng ta bóc ra lại mới cứng. Ok, dòng này thì có phần quay xếp mặt trước này, và anh em có thể thuận tiện cho việc chúng ta lắp ráp vào tủ đồ. Hơn nữa thì dòng này thì sẽ có rất nhiều tính năng, từ xét lại tần số, khóa tần số, rồi là anh em có thể sử dụng luôn tính năng tự ngắt, một tính năng rất là bền bỉ của những cái dòng mic cao cấp hiện tại. Đây là mã QR, phần này thì các bác có thể nhận hàng và chúng ta quét luôn mã QR về check. Với mức giá thành hiện tại em đoán đâu đó không nhầm là 3.850.000 một con mic không dây đến từ JB màu sạc. Đấy, rất chất lượng. Ok, về mặt sau ấy thì sẽ có các đường dây ca lông và đường dây 6 ly cho anh em nhé. Bây giờ thì cùng với em cắm điện và trải nghiệm. Và em đảm bảo khi các bác và em khách hàng gọi điện đến bên em Tùng thì sẽ thấy ngay mức giá bất ngờ với mỗi sản phẩm này. Hiện tại thì em chỉ còn chưa đến 10 bộ sản phẩm JB màu sao S850 thôi. Nên là hy vọng là anh em khách hàng đang có nhu cầu với những cái dòng mic không dây trong quán gia đình đang thiếu mic, có thể tham khảo ngay mẫu mic này. Mẫu mic này có thể, nếu như để em được đánh giá thực sự với cái dòng mic JB màu sao S850 thì em sẽ đánh giá ngay với một số dòng rất chất lượng của đời Biotic. Đó là dòng 450 hay là mã này, hoặc là có thể sánh được với dòng DB550 Plus của DB. Đấy, ok, khi các bác cắm đèn lên thì các bác thấy ngay một cái giao diện của em JB màu sao S850 rất đẹp. Từ phần mặt kính này, các phím volume được thiết kế có đèn led này. Hơn nữa thì sẽ có hai mặt màn hình hiển thị cho hai cổng mic các bác nhá. Dòng này thì có tính năng tự ngắt, lát nữa em cũng test cho các bác xem về cái tính năng tự ngắt này. Và trong giờ các bác sử dụng tính năng tự ngắt ấy, nó sẽ tiết kiệm pin nhiều hơn cho việc là không có tính năng tự ngắt. Bởi vì khi có tính năng tự ngắt rồi thì khi các bác để khoảng cách trong khoảng tầm 3 đến 5 giây ấy, thì nó sẽ tự ngắt các bác nhá. Nó sẽ tự ngắt thì nó sẽ không hút được mic vào nữa, và anh em sẽ tiết kiệm cái chi phí khi chúng ta mua pin. Đấy, khi mà tự ngắt nó sẽ nháy đèn ở cái phần mặt màn hình này trong khoảng độ tầm 3 đến 5 giây thôi, và nó sẽ chuyển sang cái mặt hình mặt trăng đang ngủ, gọi là cái
chế độ tính năng tự ngắt của dòng JB Bồ Sao S850. Ok, bây giờ thì cùng với em thử một chút chất âm đến từ mẫu sản phẩm cao cấp mic JB Bồ Sao S850 cho bác. Bật 2 5 6 7 8 9 10 11 12 5 6. Các bác thấy không ạ? Tiếng em này khá lịnh, khá lịnh. Nếu như các bác có những cái tông giọng mà cao cao ấy, chúng ta hát thử cái dòng này thì thấy tiếng nó được thay đổi. Nó cũng rất lịnh tiếng của cái dòng JB S850 này. Và hơn nữa thì tiếng ra khỏe, thật sự là em thấy nó rất khỏe các bác. Đây 1 2 5 6 7. Mặc dù để xa như thế này tiếng nó bắt vào mic rất vào loa là rất là tốt. Và hơn nữa thì không có hiện tượng rú rít xảy ra. Nếu như các bác chơi những cái dòng mic cao cấp như thế này, chúng ta không phải lo về tính chất âm thanh cả. Đấy. Và hơn nữa dòng này thì tiếng lịnh, các bác có thể ghép đối được với rất nhiều những mẫu trang bị khác nhau, từ âm ni với vang. Đấy. Video của em xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các bác và khách hàng đã quan tâm theo dõi Hình Tùng Audio. Xin chào.